Chị tên chị ở địa chỉ ở đây? Nguyễn Thị Dung, thôn Văn Bắc, địa chỉ thôn Văn Bắc. Tình hình lũ lụt của tình hình nhà em gần chậm mài chậm trá, mấy một ông già 89 tuổi vì là em mới bá được con nó ngồi trên trạm mà chơi họ để kiểu không có ai cả một cái nước lên thì cũng biết mấy mẹ con biết năm một ông già 90 tuổi gần 90 tuổi 89 tuổi ngồi trên trạm à, cái nước là nước hân dương con mình được lên thì không biết mình răng khi nó đò không có một chính có nó không có ai đến cứu á nha nước khi mà nước lên ngập nước đến ngập luôn bao nhiêu khoảng bao nhiêu mét nhà em hơn 2 mét thì ngập lên 2 mét 20 mét cuộc sống kinh của bà con ở đây làm gì cô nhỉ? Nhà lâm nón á, lâm nón thì lâm ruộng đó. Nón thì rẻ, Covid thì ai mua cái được 5-6 ngàn ai mua. Nhà. Sao lũ lụt là bị thiệt hại gì không? Thiệt hại nặng nề lắm nói chung chứ nặng nề thì con người làm ra của chứ cũng là đến của thì chứ không biết mấy mà nói gì hết nữa chị ạ. Nhà. Còn mong là cho sức khỏe làm ăn là được rồi chứ còn cô vật chất thì mình làm từ lâu rồi làm ra thôi chứ biết không biết nữa không nói nữa. Dạ. Chứng kệ biết mấy mà kệ hết mềm được nha nha con mấy đứa con vậy là uống lắm nói chung là hết trên hết rồi đó con vật chất thì không nói đến nữa người là nở rất dạ đông dân dạ đến đông dân đấy là thôn khác mà em ở trong sáu thôn khác dạ bởi vì em gần ở gần sống sáu á dạ. Đấy là thôn Văn Trung mà em ở thôn Văn Bắc dạ. Dạ. Ừ. Cao Cảm ơn cha đi, cha chó là cảm ơn cha nha. Ông một cái tủ trong. À, ta tìm cho nó anh nhân giống như này. Ôi, trẻ. Ông có cái tủ trong.